Câu hỏi thứ năm Tại sao Thiền Tông chỉ tồn tại được có 100 năm kể từ ngày công bố huyền ký mà không phải tồn tại đến hết khi trái đất hủy diệt sự sống theo chu kỳ 10.000 năm? Tôi là Thiền Gia Ngọc Lâm, thành viên ban giải đáp Chùa Thiền Tông Tân Diệu. Xin giải đáp câu hỏi thứ năm Thiền Tông khi cho công bố ra nếu loài người không áp dụng đúng cho bài 24 của Đức Phật dạy thì thiền tông không thể tồn tại quá 100 năm kể từ ngày công bố quyền ký còn nếu con người áp dụng đúng lời đức phật dạy thực hiện đúng cái bài 24 thì thiền tông sẽ tồn tại đến năm thứ ba ngàn tính từ khi đức phật trở về phật giới chu kỳ của trái đất thành trụ ngoại diệt là cứ 10 ngàn năm thì lặp lại một lần và cứ 10 tỷ năm thì trái đất sẽ bị hủy diệt cái thời gian 10 tỷ năm này được tính từ khi vị Chúa Trời Tứ Thiên Vương phụ trách địa giới cho sản xuất ra trái đất. Xin mời anh Sơn hỏi tiếp ạ. À.